Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ tập 114. Thạch Hạo đã tìm ra cách để đi lên thượng giới. Có lẽ Nguyệt Thiền cũng theo cách mà cậu tìm thấy để tiến lên thượng giới. Chỉ có điều pháp trận bây giờ lại không còn trọn vẹn. Thạch Hạo xuất ra lực lượng xem thử còn có thể khởi động pháp trận được nữa không. Vậy nhưng rất tiếc, mọi thứ là không được. Trong lúc còn đang thất vọng thì mấy dòng chữ đột nhiên hiện ra. Đó là lời nhắn nhủ mà Nguyệt Thiền để lại. Cậu theo chỉ dẫn đi tới bức tường thần mà. Đà thần thạch xuất hiện cho biết, vượt qua 108 cửa ải sẽ bước lên con đường này. Không cẩn thận thì mất mạng như trời. Liệu con đường đó có phải là con đường thông thiên hay không? Thạch Hạo không đáp án, chỉ còn cách thử xem thì mới biết. Cậu tiến lên phía trước, tiến vào chiến trường thần mà. Nhiệm vụ ở đây là khiêu chiến tất cả hùng thú. Lần lượt từng con hùng thú xuất hiện, Thạch Hạo dễ dàng đánh bại từng tên rồi tiếp tục tiến lên. Niềm tin trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần. Vậy nhưng càng lên tầng cao thì hùng thú càng mạnh. Một con hùng thú lất tì hưu lao ra tấn công. Thạch Hạo vừa tránh né vừa chật vật ngăn cản, buộc phải sử dụng ra bảo thuật để tấn công đáp trả. Vậy nhưng bảo thuật bình thường lại không hề khiến con tì hưu bị trọng thương. Nó há miệng phóng ra một kích đáp trả. Sau Thạch Hạo vừa ngăn cản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho Đà Thần Thạch cũng lo lắng. Hành động này quá liều lĩnh rồi, dễ mất mạng như trời đó. Thạch Hạo vẫn không quá lo lắng. Cậu lấy ra cảnh liễu rồi thi triển chiêu thức thành nhân kiếm ý, phá tan bụng tỷ hưu thoát ra ngoài. Sau đó bồi thêm vài chiêu chém tàn xác con hùng thú. Tiếp tục tiến lên, Thạch Hạo đặt chân tới một nơi gọi là không gian thần bí. Mặt đất có vài bộ xương cốt, xem ra là thiên kiều cổ đại bỏ mình ở đây. Đà Thần Thạch đi ra ngoài kiểm tra. Cái đỉnh nằm dưới đất vốn là pháp khí thần cấp, chỉ đáng tiếc là đã bị phá hủy. Dù là vậy thì Thạch Hạo vẫn không bỏ qua. Cậu nhanh chóng thu lấy, phía đằng xa là bức tường thần mà đã bị người khác phá hủy, khiến cho con đường thông thiên có khả năng bị gãy mất. Vậy nhưng, Đà Thần Thạch lại cảm nhận được, ở đây có chút pháp lực kỳ dị dao động, giống như là một tòa truyền tống trận siêu cấp. Đột nhiên phía xa có thứ gì đó phát sáng, không tỏa ra pháp lực vậy nhưng lại có thể lơ lửng. Nguyên nhân chính là vì trước đây không lâu, pháp trận này từng bị dùng, dư chấn chưa tiêu hết. Dựa theo phỏng đoán từ những gì còn xuất lại thì kẻ phá hủy nơi này là tên cự quỷ khổng lồ cõng theo cung điện Chí Tôn đã hạ giới vài năm về trước. Nó sau khi lợi dụng truyền tống trận ở đây đi tới thượng giới, đồng thời cũng phá hủy bức tường thần mà. Với thân hình khổng lồ của nó, truyền tống tới thượng giới e là sẽ dẫn động tới sức mạnh hỗn độn, cho nên mới xé rách nơi này. Thạch Hạo cảm thấy hết hy vọng rồi, vậy nhưng Đà Thần Thạch lại có suy nghĩ khác. Theo hiểu biết của hắn về trận pháp, thì phán đoán bức tường thần mà này sẽ tự động khép lại mà thôi. Nơi này có sức mạnh phù văn lưu chuyển, Thạch Hạo sử dụng trung đồng thăm dò, quả nhiên là như vậy. Chỉ có điều thời gian để khôi phục cũng phải mất tới mấy chục năm, nếu may mắn có lẽ mười mấy năm là đủ rồi. Thạch Hạo không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy, cậu lấy ra trung đồng thăm dò những nơi khác. Phát hiện hình ảnh ở trên tảng đá vô cùng quen mắt, trông rất giống với điều gia và tính bích đại gia ở trong hư thần giới. Thạch Hạo lập tức đến bên ngoài Vân Tộc gặp mặt. Lão Tài cho biết, cậu hãy đến Vân Thiên Cung của Vân Tộc coi thử đi. Đà Thần Thạch biết và khẳng định nơi đó là pháp trận thông tới thượng giới, nhưng có hư hại nhỏ nhỏ, phải dựa theo chỉ dẫn của hắn mới khôi phục được. Thạch Hạo nghe vậy cũng gật đầu, Đà Thần Thạch lập tức phổ diễn sức mạnh, mở ra trận pháp. Thạch Hạo thì ở dưới cung cấp nguyên liệu. Rất nhanh chóng, truyền tống trận đi lên thượng giới cũng được mở ra. Tuy nhiên, tại thời khắc này cậu lại cảm thấy nuối tiếc. Năm đó từng hứa với Thạch Hoàng rằng sẽ bảo vệ hoang vực, đó là trách nhiệm của cậu. Vậy nhưng muốn bảo vệ hoang vực và bảo vệ hạ giới thì nhất định phải đi. Sau lời chào tạm biệt thì Thạch Hạo cũng lên đường. Cậu bước vào một cái thông đạo, tưởng là cứ như vậy xông qua vậy nhưng không gian đột nhiên bất ổn. Xuất hiện vô số lỗ thủng, chạm nhẹ một cái thôi đã khiến cậu bị thương. Thạch Hạo buộc phải tăng tốc vượt qua, Đà Thần Thạch thì không quên là hét cổ vũ yêu cầu nhanh hơn nữa. Rất nhanh cũng nhìn thấy một cái lỗ đen, nó chính là lối vào thượng giới. Thạch Hạo lấy ra thế giới bảo hạp rồi cùng với Đà Thần Thạch chui vào bên trong. Tuy nhiên, càng tiến lại gần hố đen thì uy lực lại càng mạnh. Thế giới bảo hạp nhanh chóng bị nứt vỡ. Thạch Hạo buộc phải lao ra ngoài rồi lấy ra cái đỉnh đã nhặt được trước đó. Vậy nhưng cái đỉnh cũng không chống cự được quá lâu. Dù là vậy thì cậu vẫn không bỏ cuộc. Kết quả cho sự cố chấp lao lên này là bị đánh bay đi. Thay vì bước qua lối vào thì cậu đánh bay ra khỏi thông đạo và thoát ra tại một nơi được gọi là rừng nấm. Sự xuất hiện đột ngột này làm cho những người xung quanh bất ngờ, bọn họ hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp. Thạch Hạo và Đà Thần Thạch vẫn toàn thấy. Vậy nhưng họ không biết mình rốt cuộc đã lên thượng giới chưa hay vẫn quay lại hạ giới.
Sau khi ngồi dậy, cậu liền cảm thấy sự bất thường. Linh khí nơi này nồng đậm, khác hoàn toàn với hạ giới. Cho nên, chắc chắn một điều rằng mình đã thành công đi lên thượng giới rồi. Phương thức tiến vào có hơi khác, gọi là nhập cư trái phép đi. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!